triệu. Ít cũng được 1-2 triệu. Anh định xem cái gì? Anh định mua, quyết mua máy gì chưa? Chắc là có đấy, đợt trước em nhớ có một đợt nó mới mở bán là có khoảng tầm 9.8 triệu. Máy đấy bây giờ ở Thế Di Động bán chính hãng là đang vào tầm gần 12 triệu. Thế Di Động bán chính hãng rồi em, thế là máy đấy là không còn chính hãng. Xem cái đấy là được bao nhiêu? Đúng rồi, thế là chờ thì mãi mua, nếu mà chờ được. Chờ được. Rồi, đã gọi là chụp ảnh về gửi về. Thế em lại đặt cho lại lấy được hóa đơn. Đẹp quá. Năm nào cũng cuối năm thôi. Kiểu gì gần Tết là trong Tết là nóng cái máy. Nhiều hết. Cái kiểu được mấy triệu rồi. Con đấy chụp ảnh cũng đẹp hơn anh. Con đấy chụp ảnh quay phim cũng đẹp hơn. Tại vì cái tầm tiền đấy là không có cái gì là nó kém cả. 10 triệu là dùng ngon lắm rồi. Ở cái tầm đấy thì khó lắm, khó kéo lắm. Thank you.
ở trên bến.
Thank you.